khi tự luyện reading. Khi tự luyện listening. This is the first part of your listening test. Listen to the audio and answer questions 1 to 10. Có phải bạn đang gặp tình trạng tương tự? Đừng lo! Chuyên tôi biết chữa ngay kỹ năng reading và listening chỉ sau một khóa học.